3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 13 bàn thắng và chưa thua bàn nào ở vòng đấu bảng. Đội tuyển Việt Nam đầy tự tin bước vào trận bán kết gặp đối thủ quen thuộc Indonesia, đội đứng đầu bảng B. Các tuyển thủ Việt Nam đã vào trận với một quyết tâm cao cùng một lối chơi nhanh ngay từ đầu và không ngần ngại sử dụng lối đấu áp sát. Mặc dù không có đội trưởng Trần Công Minh trong đội hình, nhưng Hồng Sơn và Việt Hoàng đã trở lại sau chấn thương và sức mạnh ở tuyến giữa đã được khôi phục. Nếu như cách đây 2 năm tại Jakarta, Phan Xi Hùng là người đã làm nổ tung sân vận động Senayan bằng 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, thì lần này rất tiếc anh lại bỏ lỡ cơ hội chắc ăn trông thấy, và nếu tình huống vừa rồi thành bàn thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam mà nổi bật là các trung vệ Đỗ Khải, Như Thuần, Tiến Dũng đã thực sự là lá chắn đáng tin cậy khi tiếp tục giữ được phong độ cao, ngăn chặn thành công các đợt tấn công của đối phương. Trong nửa cuối hiệp 1, đội Indonesia chơi chủ động do có hàng tiền vệ khá mạnh, nhưng trước lối chơi chắc chắn của tuyển Việt Nam, mọi cố gắng của họ đều vô vọng. Vào hiệp 2, một lần nữa ông Hiddon lại cho Phương Nam vào sân thế chỗ của Văn Sĩ Hùng, và cầu thủ này đã chứng minh rằng đó lại là một quyết định đúng đắn. Tuy không ghi được bàn thắng, nhưng khả năng di chuyển không bóng với tư duy hợp lý của Đặng Phương Nam đã góp phần tạo nên nhiều khoảng trống cho đồng đội, và một trong những tình huống đó đã được chuyển thành bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Trong tình huống này, Hồng Sơn không bị kèm và có được một khoảng trống rất đẹp trước mắt. Đức Thắng đã truyền một đường như để và cú sút kết thúc của Hồng Sơn cũng thật đẹp mắt. Một bàn thắng quyết định hội tụ đầy đủ sự xuất sắc cả về kỹ lẫn chiến thuật. Mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng Hồng Sơn đã thi đấu với những nỗ lực cao nhất và bàn thắng là một phần thưởng xứng đáng cho những gì anh đã cống hiến. Thời gian còn lại của trận đấu là những phút lo âu của những người hâm mộ và sự kiên cường của các tuyển thủ. Và tất cả đều thở phào khi nghe tiếng còi tan cuộc. Lần thứ 2 liên tiếp trong 2 năm, đội tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết của một giải bóng đá khu vực. Và đó là một vị trí xứng đáng của các tuyển thủ Việt Nam.